chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái bộ sản phẩm bộ dưỡng da mini hoàn lưu cao của Hu, dòng sản phẩm đem lại nét thanh xuân của 15 về trước. Đó. Các bạn nghe đã thấy rất là thích thú rồi đúng không ạ? Bởi vì phụ nữ mình không có ai là không thích trẻ cả. Nhất là lại có thể đem lại cái nét thanh xuân của 15 về trước là một điều cực kỳ là quý hiếm. Đó, bộ sản phẩm gồm có một cái hũ kem dưỡng với thành phần chính là quân và 70 thành phần đông y quý hiếm được tối đa hóa hiệu quả nhờ nguyên lý phối hợp quân thần tá sứ với nguyên liệu là sen tuyết và sâm núi cùng công nghệ hiện đại tạo nên sản phẩm giúp xóa mờ các dấu vết thời gian trên làn da của phụ nữ. Đó là hũ 4ml này nhé các bạn nhé. Tiếp đến đó là kem dưỡng mắt với các thành phần đông y giúp xóa mờ các dấu vết thời gian trên các vùng da ở quanh mắt. Đó, cái hũ này đó là cái tinh dầu đó, hũ này nó là tinh dầu nhé các bạn nhé. Tinh dầu được bổ sung thêm đơn thuốc bát chấn bổ tinh đơn phối hợp với các thành phần quân khi kết hợp sử dụng cùng với lại kem dưỡng da mặt này, nó sẽ tạo ra sự cân bằng âm dương, thống trị và chăm sóc cho da, để dành cả cho tất cả những cái làn da mà chảy xệ não hóa do tuổi tác sẽ được phục hồi rất là nhanh chóng và có hiệu quả. Đó, một bộ sản phẩm rất là đắt giá của Hu đúng không các bạn? Đó, các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm này vào lấy xỉ, các bạn inbox trực tiếp vào số điện thoại của bên mình nhá. Đó, bên mình ship code toàn quốc. Các bạn chỉ cần inbox vào bên trong, bên mình sẽ có các bạn nhân viên các bạn tư vấn cho các bạn nhá. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều.